nằm cách Berlin khoảng 100 km về phía tây, vài phút sau khi quân đội Ukraine bắn đạn 105 ly bằng xe tăng Leopard 1 mà họ đã được huấn luyện để hoạt động trong 5 tuần qua. Có thể nhìn thấy những tia lửa từ họng pháo ngay cả trước khi nghe thấy tiếng nổ của các phát bắn và những đám mây bụi bốc lên nơi đạn bắn trúng mục tiêu bằng gỗ của chúng trên trường bắn được đánh dấu bằng dấu vết của những chiếc xe tăng chạy qua lại trong bùn. Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Huấn luyện đặc biệt của EU tại Đức cho biết các yêu cầu của Ukraine về huấn luyện lực lượng ở nước ngoài đã thay đổi sau 18 tháng tham chiến, với các chiến thuật tấn công và đào tạo các chỉ huy quân sự hiện đang đứng đầu danh sách. Đây là điều đã thay đổi trong suốt cả năm, Trung tướng Andreas Malow nói với các phóng viên, giải thích rằng khi bắt đầu cuộc chiến, Kyiv khá muốn quân đội của mình được huấn luyện về chiến thuật phòng thủ và cách chiến đấu trong các khu vực đô thị. Không có hệ thống vũ khí nào tự mình đưa ra quyết định. Ngay cả khi bạn nói về những thứ hiện đại đang được thảo luận trên các phương tiện truyền thông, con người luôn là yếu tố quyết định. Điều quyết định là bạn sử dụng những thứ này với các hệ thống khác như thế nào, trong bối cảnh nào, rồi căn cứ vào kế hoạch tác chiến nào, ở địa hình nào. Tôi khuyến khích người Ukraine gửi cho chúng tôi các huấn luyện viên để chúng tôi có thể đào tạo huấn luyện viên ở đây. Và đó cũng là trường hợp ở đây. Chúng tôi thực sự có các huấn luyện viên người Ukraine đồng hành cùng chúng tôi trong mọi khóa học. Họ trải qua khóa đào tạo ở đây và sau đó ở lại đây lâu hơn để giúp đào tạo tân binh. Tôi nghĩ mối quan tâm lớn nhất đối với Ukraine là đào tạo sĩ quan, bởi vì rõ ràng là các quân nhân chuyên nghiệp đã tham chiến được 1.5 năm rồi. Nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương, và bây giờ thứ họ cần là các sĩ quan và hạ sĩ quan. Việc đào tạo rất quan trọng đối với chúng tôi vì chúng tôi nhận được xe tăng cùng với hệ thống, hậu cần kỹ thuật và các binh sĩ phải học cách sử dụng thiết bị này. Do đó, nó rất quan trọng đối với chúng tôi để binh lính của chúng tôi có thể sử dụng nó một cách hiệu quả trong các trận chiến. Chúng tôi có động lực để chiến đấu cho quê hương của mình và đó là phương thuốc tốt nhất để chống lại nỗi sợ hãi. Đầu tiên, bạn phải nói rằng, khi đề cập về Leopard 1 so với Leopard 2, bạn cần hiểu rằng, xe tăng là xe tăng, khá đơn giản, bởi vì sự khác biệt không quá lớn. Tất nhiên, Leopard 2 là một sự phát triển rõ ràng. Những thiết bị điện tử và hoạt động điện tử trong xe tăng Leopard 2 đều tiện lợi hơn trong Leopard 1A5, nhưng cách nó chiến đấu và cách nó hoạt động rất giống nhau. Những người lính Ukraine có động lực mạnh mẽ, và họ phải như vậy. Xét cho cùng, nếu bạn muốn học các kỹ năng cơ bản của xe tăng chiến đấu chủ lực, sách hướng dẫn dài 700 trang rất dài. Từ đó, bạn có thể thấy động lực trong học tập của họ, ngay cả sau giờ làm việc, và họ thực sự sẵn sàng tìm hiểu hệ thống trong một thời gian thực sự ngắn. Là một phần của sứ mệnh quân sự EUMAM, phương Tây đã huấn luyện khoảng 6.200 lính Ukraine ở Đức trong năm 2023 về một loạt các kỹ năng trải dài từ vận hành các hệ thống phòng không tiên tiến như IZT đến lái và bắn các xe tăng hiện đại như Leopard 2. Quân đội Ukraine đang huấn luyện ở Kliet đã là đợt luân chuyển thứ 5 kể từ khi Đức và Đan Mạch tuyên bố họ sẽ chi trả cho các nhà thầu công nghiệp quân sự để tân trang lại ít nhất 100 xe tăng Leopard 1, một số đã niêm cất trong 20 năm, để gửi chúng đến Kiev. Hoa Kỳ đã chấp thuận gửi các máy bay chiến đấu F-16 từ Đan Mạch và Hà Lan tới Ukraine ngay sau khi hoàn thành khóa huấn luyện phi công. Ngoại trưởng Antony Blinken đã gửi thư cho người Đan Mạch và người Hà Lan để đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng phê duyệt các yêu cầu chuyển giao F-16 cho Ukraine khi các phi công được đào tạo, quan chức này cho biết. Đan Mạch và Hà Lan gần đây đã yêu cầu những đảm bảo đó. Hoa Kỳ phải chấp thuận việc chuyển các máy bay phản lực quân sự từ các đồng minh sang Ukraine. Tôi viết thư này để bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn của Hoa Kỳ đối với cả việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine và việc đào tạo các phi công Ukraine bởi những người hướng dẫn F-16 có trình độ, Blinken viết trong một bức thư gửi tới hai quan chức trên.
daar gewoon bijna alles op de glasplaat gebeurt. Ja, dat is wel een beetje.